Hello, xin chào tất cả anh em nha. Ngày hôm nay trời mưa quá, sơn sửa chị không được nữa. Để trừ nói chung xong bằng sửa xong thì mình làm hết rồi ha. Còn về phần sơn nữa, nhưng mà do trời mưa quá nên mình không thể sơn được. Thôi mình bây giờ mình quay tổng quát cho anh em xem sơ sơ về cái xe mình mới lái ha. Đây, mình mới lái chiếc này anh em nha. Đây, kể cả cái móc luôn. Cái móc là mình lái ở một công ty khác ở ngoài Hải Phòng. Còn cái đầu này là mình lái tại Đà Nẵng nha anh em. Đây, là của công ty cũ của mình ha. Bây giờ mình sẽ qua cho anh em xem cái nội thất ở trong. Đây. Đây nè. Chờ mình xíu. Trời mưa quá. Đó, ghế sợ. Làm Nam mới làm thất thu anh em ơi. Giờ cứ mưa gió miết thì liên miên đi mình cháy đó. Đây. Đây là cái xe mình lái ha. Thì hồi trước về á thì cái xe này nói chung là nó cũng không còn được đẹp. Nhưng mà mình đã làm lại tất cả rồi. Hồi đó là cái chỗ này nó bị lún vô trong luôn ha. Thì mình đem mình lên thợ đồng họ làm hết lại, họ mua cái bản khắc bằng nhôm lắp vô đây cái xương á. À, còn cái cánh cửa thì nó không ok, cho nên là mình mua luôn cánh cửa khác mình lắp vô. Đây, anh em thấy chưa? Nhưng mà cửa này không phải cửa ring anh em nha. Ring là cái giá nó cao lắm nè. 12 triệu một cặp. Đây, cửa này. Và nó có không có thêm cái này nữa. Hôm lái xe về là không có cái này, mình mới mua cái này. Họ đốc sẵn thì mua cái này mình lắp vô. Đây. Nói chung là đồ mình đánh bóng hết rồi, gọi là tạo mẫu ha. Ở trên có cái gương trần à, mình thấy gọi là tạo mẫu rồi. Cho nên trời mưa quá mình tính sơn hết cái đầu lại, nhưng mà sơn hết cái đầu lại màu đỏ, nhưng mà do trời mưa liên tục anh em kìa, mình không thể nói được. Đấy, xe này này, cái xe này bữa hổm mình có quay cho anh em xem. À, xe đó chờ chuẩn bị xuất phát đi Sài Gòn á. À, xe đẹp à, nói chung là cái gì cũng đẹp hết. Ở bên đời này nó có một cái kính cửa, cái cửa gió nữa ha. À, cửa gió nè. Đây, để mình mở cho anh em xem. Đây, cửa này ha. Đây, mở cửa ra cho tấu ngủ cho nó mát, hay là chào đón mũi cũng được nha. Đó, đơn giản vậy thôi. Đây, anh em thấy ổn không? Nói chung thì mình đánh lại thấy cũng sáng sủa ra đó. Còn cái tấm nỉ này được thì có thời gian mình thay luôn dần mốt vừa nữa là đẹp ha. À, mình có mua một số phụ kiện để mình ráp vô cho cái giường, và cái giường trên và cái giường dưới cho nó đẹp ha. Bây giờ mình ráp thử coi có vừa kích cỡ không. Mưa quá anh em ơi, mưa quá mình không làm gì được hết. Ngày hôm qua sơn mà sơn nó băm hết này, gặp trời mưa kìa nên nó băm hết. Đấy, nó băm nhiều lắm luôn á, cho nên là mình thấy không ổn. Thì thôi đành tạm dừng cái vụ mà sơn lại, để khi nào mình trời nắng hay đâu mình sơn rồi đó. Mình quá, mình mới sắm bộ gối. À, mày á mày cái ra để mình bắt cho nó bài bản, chứ còn để
Để tới 6 quá. Nhấp quá. Cái gì cũng đó. Anh em, bây giờ mình chỉ bỏ được một cái nệm trên thôi. Còn cái nệm dưới nó bị lỗi mất rồi. Đạt họ mai nhưng mà họ mai lỗi mất rồi. Ha. Thì nó không có đúng kích cỡ để mình đo rồi mình đi báo lại bên nó là mai lại cho mình. Chứ còn kiểu này không được, không ổn rồi. Ha. Thôi, bây giờ mình sẽ nổ máy và đi chạy lên làm điện ha. Nếu trời mưa đi không lò mang gì được hết. À, giới thiệu sao cho anh em xem. Đây, ở đây này nó có tủ. Đây, thấy chưa? Đó. Ở dưới này cũng có tủ. Đây. Ok. Mình mới ráp lại ba cái sườn cho nó cứng cái tủ. Đấy. Bên này cũng vậy. Ha. Đây là cái bàn làm việc. Đấy. Đó, ok không? Rồi, còn trong cabin thì vẫn như những cái size khác ha. Không có khác gì hết. Đấy. Được. Tạm được anh em nha. Thôi, giờ mình lên làm điện ở đây. Chứ để vòng vòng việc là mất thời gian quá. Bây giờ nhiều việc cần phải làm. Nói chung thì mình cũng muốn quay cái xe cho nó đẹp đẽ xíu. Có nghĩa là mình in sơn sao mới kìa nên kìa. Để mình lên hình cho anh em thấy nó đẹp mới mẻ. Còn bây giờ thì mình lái lại cái xe đời cũ thì gọi là ẩu, mình thấy ẩu. Nhưng mà mình ưng lên hình cho nó đẹp, cho anh em đam mê xe ha. Nhìn xem cho nó bài bản. Còn thật sự ra thì mình sao cũng được. Giờ cái máu mình thích đẹp đẽ, cái gì cũng phải mới mẻ. Đối với họ là cũ, nhưng mà đối với mình là mới ha. Còn rất ok. Cho nên là mình cứ chạy thôi, vấn đề gì đâu. Không có vấn đề gì hết. Nên là thôi, mong có những lúc trước á là anh em hỏi là có hỏi mình là mua xe đang không có up hình lên. Thì mình nói luôn là mấy bữa trước cái xe nhỏ của mình á thì nhiều việc quá. Mình vừa làm bên xe nhỏ vừa làm xe này thì không ôm nổi việc, cho nên mình không có thời gian quay. Thứ nhất, thứ hai là xe nằm ở tít trong kia xa, mình đưa vô thợ làm đồng á họ làm, cho nên là thời gian nó hơi lao, mình không có quay up lên cho anh em xem được. Thì hôm nay làm bảo dưỡng hết mấy cái motor lại, toán bố lại thì mình mới quay cho anh em ở đây, mình quay cho anh em. Nói chung mà mình ở Hòa Cầm, Đà Nẵng thì con trong khu vực Cẩm Lệ ha. Hiểu nó đại khái rồi đó anh em. Thì cái xe này thì những cái công tắc thì nó cũng như nhau hết. Đây không có khác gì hết. Đây cũng y vậy đó. Nói chung mà về dòng xe này thì xe Mỹ thì nó cũng như nhau hết, chẳng vấn đề gì khác hết ha. Trừ cái xe nào mà tự động không chân côn thôi, còn không thì nó vẫn y vậy. À, anh em thấy đây, ok. Còn cái sàn là mình chưa dọn sạc, nó hơi bẩn tí. Để mình lên trên kia, trời nó khổ quá anh em ơi. Có anh em ngó kìa. Cái xe này á là ngày xưa mình đã từng đi xe này anh em nha, cho nên mình thấy nó có duyên, thật sự có duyên với mình. Cái xe này thì hồi xưa mình đã từng đi xe này, mình chạy rất ít xe nè, chứ không phải chạy nhiều xe. Thì mình đi qua chỉ có 2 đến 3 công ty thôi, nhưng mà công ty này mình làm lao, mà hồi trước cái xe này mình đã từng chạy qua ha. Bây giờ mình nổ máy cho anh em nghe thử tiếng máy nha. Trước khi nổ máy, anh em để ý là trước khi nổ máy thì mình lật chìa khóa khoảng 5-7 giây. Ý là 5-7 giây để cho cái hệ thống bơm vào bơm này nọ nó bơm hoàn tất thì mình mới đề máy nha.
chứ còn không nhiều anh lên anh bận lên bật chìa khóa cái đề liền, cái đó mình thấy mình không thích rồi nè. Ha, xe này rất nhẹ nổ nè, nhẹ nổ lắm luôn á. Đồng hồ nó thiếu hơi cho nên là nó cứ tích mít rồi đó, khi nào đủ hơi là nó tự tắt ha. Đấy rồi, ok, đơn giản là vậy đó. Thì đó thôi. Chẳng có gì thay đổi thì mình tiếp tục mình đi làm. Đấy, ở trên em thấy chưa, xong bóng liền được. Cái này hồi nãy họ bút dai nhiều quá mình thả bớt dai ra rồi. Ở trên nó sẽ có hai cửa sổ ha, cửa sổ thông gió. Đấy. Ok. Thì mình cùng nhau đi lên trên kia để kiểm tra lại cái dòng điện nè, để mình bắt thêm một số điện kiểu 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 nữa cho chế độ vô cho nó đẹp anh em. Rồi đây anh em, đây là thành quả của mình nhưng mà bị mưa mất rồi anh em, thấy không? Nói chung là mình sơn đệm vô chỗ này màu vàng ha, đỏ vàng trắng, đỏ vàng trắng, nhưng mà cuối cùng là do trời mưa quá, cuối mình sơn không được, mình sơn lỡ dở lưng ương anh em ngó gì nhỉ, không ra hệ thống cống rãnh gì hết, buồn quá ha. Đó, còn cái lốp thì mình sơn toàn bộ cái mâm đấy, ngoài sau thì mình đây ha. Đó, mình cũng sơn hết đó rồi, mà hôm qua vừa cải chỉ xong cái trời nó đổ mưa, tóm lại là mình cũng không sơn được cái gì luôn, buồn quá. Nắng nắng được có một ngày mình chỉ vệ sinh sơ thôi để sơn lên, mà cuối cùng là chưa vệ sinh được, chưa sơn được thì trời đổ mưa ha. Đấy, đó là cái mốt của mình sơn kiểu vậy đó, nhưng mà trời nó mưa bắt rồi, nó bom hết rồi ha. À, có những chỗ lởm chởm đây nè, cái keo này nè ha, hôm qua mưa này ba mấy này, thấy không? Nói chung là không được đẹp rồi anh em, thì mình sẽ sơn lại nè anh em nhìn nè, thấy không? Cái trắng này nè, trời mưa mà mình sơn xuống gặp nước là đó, y đi, còn đây là mình sơn nó không gặp nước này, nó ok không? Sơn ngày trước là không gặp nước là nó đẹp, đây cái thùng này cũng vậy đó. Sự là như vậy thôi. Trước mắt là mình đi làm điện đã. Ok. Ha. Trời mưa quá nè mà, chó dữ sợ. Không làm ai đi được hết. Buồn quá. Mưa gió. Ok. Thêm cái bọc tay lái nữa, bọc vô, tại vì cái đời này cũng lao rồi anh em, cho nên là cái tay cầm mình hay cầm nè, cái bắt đầu là nó có đó. Đó, ok không? Đi nha.
ơi tỏa. Mưa mấy mấy tháng luôn anh em, nắng được 2 ngày. Đây bữa nay bắt đầu mưa tiếp. Và mình xem lịch trình trên mạng thì mưa liên tiếp mấy ngày nữa. Ha. Nói chung là khổ anh em. Thôi quay em đi đường đi đi. Dễ quay đầu. Đừng đi lên đường kia mà ngược chiều. Đây, ở đây thấy chưa? Ok. Được chưa? Sửa chữa và mua bán đây, Tân Thành đây. Thì nói chung là mình chạy xe cũ thì nó không đã bằng xe mới, nhưng mà dòng xe Mỹ nào cũng như nhau ấy. Xe mới thì rõ ràng phải đỡ hơn, khỏi phải nói rồi đúng không? Cái xe mình tầm rơ hơi nhiều nè. Đây, như thế này tầm rơ hơi nhiều nha. Đó, hồi mình về mình chỉnh lại cho tầm rơ nó giảm bớt. Chặt mình lên trên chỗ thời điện mình coi đây làm điện có gì vui quay quay cho nghe.